Hôm nay, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận kết quả bước đầu của Hà Tĩnh trong triển khai chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhờ vậy mà kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Trong năm, GDP của Hà Tĩnh tăng trưởng trên 13%, là địa phương đứng thứ 7 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và đứng thứ 6 về thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp. Để phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác đi vào chiều sâu và thực chất hơn trong thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các cấp ủy Hà Tĩnh cần coi trọng kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã đề ra, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm về đạo đức lối sống, tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong quá trình thực hiện.